Kính thưa quý vị, khi nội đô trở nên quá ngột ngạt và sự xuất hiện của các new city cùng với các đại chuyển dịch nơi cư trú là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng cuộc sống và hạ tầng cho người dân. Và điều này đã tạo nên sự lên ngôi của các miền xanh, đại đô thị all-in-one đầy đủ tiện ích cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và phát triển. Và vì sao xu hướng người dân ngày càng thích và chọn ở căn hộ? Thứ nhất, căn hộ đảm bảo được an ninh cho gia đình. Với hệ thống vận hành, quản lý căn hộ thông minh bằng thiết bị Face ID, vân tay và các thiết bị camera an ninh cũng như lực lượng an ninh khu căn hộ, tòa nhà sẽ giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho gia đình và căn hộ, tài sản của cư dân. Yếu tố thứ hai, tiện ích tuyệt vời tại chỗ all-in-one không chỉ là tiện ích công cộng bên ngoài của khu đô thị, tòa nhà mà còn đầy đủ tiện ích nội khu từ công viên, hồ bơi hay bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà thuốc hay là các shop tiện ích dưới chân tòa căn hộ sẽ phục vụ đầy đủ nhu cầu của mọi đối tượng cư dân từ người già đến trẻ em. Và yếu tố thứ ba đó là cộng đồng văn minh sống cùng đẳng cấp. Những gia đình sinh sống tại các khu đô thị, các tòa nhà căn hộ đều là những gia đình có trình độ dân trí cao, tôn trọng cuộc sống gia đình văn minh, hiện đại, do đó sẽ tạo nên một cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp và phát triển. Trẻ con cũng được phát triển trong một môi trường toàn diện hơn. Yếu tố thứ tư, vệ sinh được giữ gìn sạch sẽ từ nội khu cho đến không gian bên trong của căn hộ. Lực lượng lao công và công ích thường xuyên lau chùi sảnh thang máy, bậc tam cấp, hành lang căn hộ, các thiết bị vật dụng, sảnh công cộng, thu gom rác theo giờ và dọn dẹp lá cây công viên. Thì phương tiện di chuyển đi lại của quý cư dân như là xe máy hay là ô tô cũng được bảo vệ an toàn dưới tầng hầm, vừa giúp giữ gìn sạch sẽ cho căn hộ của quý khách không bị bụi bẩn mang từ bên ngoài vào bên trong căn hộ. Yếu tố thứ năm, không gian sống yên tĩnh cho gia đình. Thì mỗi căn hộ là một không gian riêng độc lập của gia đình. Mọi sinh hoạt đều bên trong căn hộ và với trình độ dân trí cao, nên quý cư dân tại khu căn hộ cao cấp luôn luôn ý thức để không làm phiền tới hàng xóm của mình bằng những cuộc cãi vã gia đình hay là những buổi tiệc karaoke công cộng mà chúng ta bắt buộc phải nghe khi sống ở các khu phố lao động. Và yếu tố thứ 6, đó là không gian sống xanh, thoáng đãng, trong lành cho sức khỏe của gia đình. Với rất nhiều công viên cây xanh, hồ bơi, thiết bị thể thao ngay dưới chân các tòa căn hộ sẽ giúp cho quý khách tận hưởng cuộc sống trong lành, hòa mình cùng với thiên nhiên và có lợi cho sức khỏe mà ở các khu nhà phố nhỏ bên ngoài cũng không có được. Yếu tố thứ 7, đó là sự gắn kết mối quan hệ, tình cảm, chia sẻ của các thành viên sống trong gia đình với nhau được tăng cao. Không gian căn hộ hợp lý với đầy đủ các tiện ích hiện đại bên trong căn hộ sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình có không gian sinh hoạt, chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.